Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Thì hôm nay thì em xin phép được làm cái video để giới thiệu với các bác một dòng loa full 25. Đấy, mà cái này là nó là của hãng CK các bạn. Nhưng mà đọc là đúng ra nó là CK, nó là của CK. Đấy, một dòng loa rất là chất lượng của hãng CK, mà thương hiệu này nó cũng rất là đắt đỏ. Đấy, hôm nay thì em nhập về cũng được rất là nhiều, bao gồm là loa 25 và loa 30. Thì xin phép giới thiệu với các bác dòng loa 25 trước. Lỗ thông hơi phía sau. CK Pro Acoustic TF10, model TF10 có nghĩa là bát 10 inch các bác, sản xuất China. Tem QA chứ không phải tem QC. Hiển thị ngày tháng sản xuất cũng như cái model, cái mã số của sản phẩm. Model của sản phẩm sản xuất năm 2015 tháng 7 ngày 15. Đấy, còn chỉ số 002 cái này thì em cũng không biết, không rành. Còn những cái mã số mà nhà máy nó đề ra cái này thì đúng như thì họ cũng mới hiểu thôi, chứ mình cũng không nắm bắt được hết những cái đấy. Từng nguồn ốc rất là sáng, rất là trắng các bác nhá. Hàng rất là đẹp, các bác nhìn nước sơn rất là xịn sò luôn. Đấy, thùng vách bên hông đây, thùng rất là cân. Đấy, thùng rất là cân các bác nhá. Và đây em xin giới thiệu tiếp, nó sẽ như này, cân nó sẽ như này. Đây. Và đây là chiếc thùng 30, chiếc thùng 30. Phía dưới đây là chiếc thùng 25. Đấy. Và đây em bóc sẵn ra cho các bác một đôi loa rồi. Đây một đôi loa bát 25. Đây các bác nhá. Đây buổi tối, ánh sáng buổi tối. Đôi loa bát 25. Đấy. Các bác có thể nhìn xem một vòng đi. Đấy. Đôi loa này hát rất là hay, em cũng có test âm thanh cho các bác rồi ở trên những video cũ ấy. Phải nói là các bác bỏ ra nó quá xứng đáng với đồng tiền. Một đôi loa rất là rẻ, giá chỉ có 5 triệu 500 nghìn đồng thôi các bác nhé. Một đôi loa 25 của hãng thương hiệu và với chất lượng âm thanh tốt, hay, giá cũng chỉ có mỗi 5 triệu rưỡi thì không còn gì có thể là rẻ hơn và bổ hơn các bác ạ. Đấy, đây các bác. Đấy. Cái mầm để mà nó dán từ dán cồn là dán màng, dán nhện rất là lớn luôn, phải nói là nó làm rất là lớn. Đấy. Làm rất là lớn. Và đây là chiếc màng. Đấy, sử dụng gân vải tẩm dầu, gân vải tẩm dầu. Vải tẩm dầu các bác nhá. Đấy. Ok lắm đấy chứ ạ. Một chiếc tép của cái này là giống như cái dòng nó dùng chung với dòng tép của Martin đấy các bác. Dùng chung với dòng tép của Martin. Đấy. Tép 8 ohm, côn 44. Dòng tép này thì tiếng nó rất là nhuyễn, rất là mềm. Nó không có chói tai, riêng các bác dùng cái dòng loa này nhá, với cái tép này nghe tiếng không bao giờ bị chói tai luôn, không thấy một cái tí gì gọi là chói tai, vẫn đảm bảo cái độ trong sáng của cái tép cho các bác nghe luôn. Vâng, đây là phân tần đây các bác. Phân tần này nếu như các bác mà hay dùng loa ấy và đã từng tham khảo những video mà giới thiệu những cái loa của hãng DE Acoustic, hơi ràng luôn cái phân tần này nhá, hoặc là cái phân tần của gì ấy, Martin xịn đấy, dòng loa Martin xịn đấy các bác nhá. Thiết kế dạng phần tần như này, dối như này. Đấy. Rất là đẹp, dây nhựa cũng như này. To, dẻo, chắc chắn. To, dẻo và rất là chắc chắn luôn. Các bác nhìn thùng vách bằng gỗ hết nhá. Bằng gỗ rất là đanh. Đấy, tay xách trên rất là tiện lợi. Một đôi loa 2 triệu, một đôi loa 5 triệu 500 nghìn đồng, zin hay đẹp, đang rất là mới, rất là đẹp. Đấy, giá rất là hợp lý, chất lượng âm thanh em cam kết với các bác rất là tốt. Đấy. Mọi người nếu như có nhu cầu đặt hàng liên hệ cho em qua số 0969 800 985 các bác nhé, để đặt mua sản phẩm này.
thì số lượng thì cũng có tầm chục đôi bác 25 rồi đấy các bác ạ. Thì các bác cân đối cảm giác, mà nếu như ok tin tưởng chất lượng mà như em cam kết thì các bác có thể là liên hệ cho em qua số đấy để đặt hàng. Cảm ơn các bác rất là nhiều, và các bác có thể là nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho bên cửa hàng em nhé. Xin cảm ơn các bác, chào tất cả mọi người.